phát hiện 24 ca COVID-19 cộng đồng ở phường Phú Đô, lập tức phong tỏa. Nửa đêm, cơ quan chức năng phong tỏa nhiều ngõ ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm và lấy mẫu xét nghiệm hàng nghìn người dân để sàng lọc, tách F0. Tối mùng 8 tháng 11, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm ghi nhận 24 ca COVID-19 ngoài cộng đồng. Ngay khi có thông báo, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa các khu vực nguy cơ cao, truy vết, sàng lọc F0 trong cộng đồng. Ông Nguyễn Công Trình, bí thư đảng ủy phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm xác nhận với Việt Nam Net, ngay trong đêm lực lượng y tế khẩn trương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho người dân hiện tại ở phường có 24 ca dương tính với covid 19 theo diễn biến mà chúng tôi nắm được sẽ tiếp tục phát sinh ca nhiễm nữa chúng tôi đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho người dân quyết định phong tỏa của quận đã có sau khi họp trong tối mùng 8 tháng 11 hiện tại chính quyền phường phối hợp với tổ trưởng các tổ dân phố triển khai việc rào chắn việc phong tỏa thực hiện trong vòng 14 ngày bắt đầu từ 18 giờ ngày mùng 8 tháng 11 đến 18 giờ ngày 22 tháng 11 ông chính nói. Trong tối cùng ngày, lực lượng chức năng phường Phú Đô đã liên tục phát loa truyền thanh, cho xe đi đến từng ngõ phát thông báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn và yêu cầu người dân không ra khỏi nhà. Hiện nay phường Phú Đô ghi nhận khoảng 30 ca F0 trong cộng đồng và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Đề nghị toàn dân trên địa bàn phường nghiêm túc thực hiện 5K, không ra khỏi nhà, nhà cách ly nhà, ngõ cách ly ngõ, loa phường liên tục thông báo. Được biết, các con ngõ được phong tỏa trên địa bàn phường Phú Đô bao gồm: tuyến đường F1